Honda CR-V mở bán tại Việt Nam với 4 phiên bản, trong đó có phiên bản E-HEV-GS có mức giá 1,259 tỷ đồng. Lần trải nghiệm này, nhóm chúng tôi sẽ sử dụng phiên bản Hybrid để có thể rút ra những trải nghiệm và trả lời những thắc mắc của độc giả. Thắc mắc đầu tiên là xuất xứ của xe. Honda CR-V 2024 có 3 phiên bản được lắp ráp trong nước là bản G, L1 cầu và LAVD. Riêng CR-V E-HEV-GS được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Chất lượng hoàn thiện của phiên bản Hybrid là tương đương, không có sự khác biệt so với phiên bản L1 cầu chúng tôi đã cầm lái trước đó. Khung vỏ xe tạo cảm giác chắc chắn, tiếng đóng cửa êm tai. Danh sách trang bị của Honda CR-V E-HEV cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Mặc dù đây chưa phải phiên bản đắt nhất nhưng E-HEV-GS là bản đầy đủ trang bị nhất của CR-V hiện nay. Xe có đủ cảm biến trước trên sau, camera 360 độ, camera Land Watch, cốp điện, gói an toàn chủ động Honda Sensing, cảm biến áp suất lốp. Có thể thấy, Honda Việt Nam đã chiều chuộng người dùng hơn khi mang về một phiên bản gần như full option. Câu hỏi thứ hai là về không gian của Honda CR-V E-HEV-GS. Mẫu xe này vẫn rất rộng rãi, thực dụng. Tuy nhiên, phiên bản Hybrid chỉ có duy nhất cấu hình 5 chỗ ngồi. Nếu khách hàng mong muốn cấu hình 7 chỗ, sẽ phải lựa chọn 3 phiên bản thuần xăng còn lại. Một lý do khiến bản Hybrid không nên làm bản 7 chỗ là do viên pin ở khu vực sàn cốp, tức đúng vị trí hàng ghế thứ 3, nên nếu lắp thêm ghế thì sẽ rất cao và người ngồi dễ bị chạm trần xe. Nội thất Honda CR-V 2024 mang sự tối giản, ngăn nắp. Sự khác biệt giữa E-HEV-GS với các phiên bản còn lại của CR-V là rất ít, chủ yếu nằm ở các đường chỉ khâu màu đỏ xung quanh nội thất. Honda CR-V Hybrid được trang bị đồng hồ tốc độ dạng màn hình 10,2 inch sau vô lăng. Màn hình này có độ phân giải cao, chất lượng hiển thị sắc nét, trong trẻo, các chuyển động đều mượt mà. Đặc biệt, người dùng có thể tùy biến kiểu hiển thị và rất nhiều thông tin khác nhau. Ví dụ đồng hồ bên trái mặc định hiển thị các thông tin media, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto. Trong khi đồng hồ tốc độ bên phải người dùng có thể chuyển giữa các thông tin như tiêu thụ nhiên liệu, la bàn, tính năng an toàn. Chúng tôi đánh giá đây là một trong những đồng hồ tốc độ có khả năng phục vụ người lái tốt nhất trong phân khúc. Màn hình trung tâm 9 inch đặt nổi, độ nét cao, phản hồi và chuyển tiếp giữa các giao diện mượt mà. Một điểm cộng khác là có kết nối Apple CarPlay không dây giúp cabin có phần gọn gàng hơn. Phiên bản GS còn được trang bị 12 loa Bose cho ra chất âm ở mức tốt, các giải sáng đều thể hiện được độ trong trẻo, tách bạch. Có chăng giải âm trầm bass chưa được tròn tiếng và chắc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá dàn loa Bose này tốt hơn một số đối thủ trong phân khúc sử dụng thương hiệu tương tự. Thắc mắc tiếp theo là hộp số của Honda CR-V Hybrid khác biệt thế nào? Đầu tiên, mẫu xe này sử dụng hộp số ECVT, khác biệt hoàn toàn so với CVT thông thường. Mọi cơ cấu về dây đai truyền thống đều đã được loại bỏ trên hộp số ECVT và chuyển thành loại bánh răng. Hộp số này được cấu tạo bởi một cặp motor điện, một motor để chuyển động xuống bánh xe và một motor đóng vai trò máy phát điện. Honda CR-V E-HEV-GS sử dụng máy xăng 2.0 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 146 mã lực, 183 Nm mô men xoắn kết hợp cùng hai motor điện, cho tổng công suất đạt 204 mã lực. Đây cũng là mẫu xe Nhật Bản mạnh nhất trong phân khúc. Để trả lời những câu hỏi liên quan tới vận hành, chúng tôi đã cầm lái mẫu CUV hạng C của Nhật Bản trên cả những cung đường đô thị, tắc đường hoặc cao tốc và rút ra hệ dẫn động Hybrid của CR-V là một lựa chọn mà người tiêu dùng trong nước rất nên cân nhắc lựa chọn. Với những thông số trên, Honda CR-V luôn tạo cảm giác dư sức kéo ở mọi giải tốc độ. Chỉ cần người lái nhấn ga, lập tức động cơ điện can thiệp khiến người ngồi dính lưng và rất nhanh đạt được tốc độ mong muốn. Mọi phản hồi từ chân ga đều mang tới sự mượt mà, trơn tru. Riêng phiên bản GS có 3 chế độ lái gồm thể thao, bình thường và tiết kiệm. Sự khác biệt giữa các chế độ là không đáng kể, bởi do sự hiện diện của động cơ điện nên sẽ không có độ trễ, dù ở chế độ e-can. Chuyển sang Sport, chân ga nhạy hơn một chút và vòng tua máy luôn được duy trì cao. Nhưng điểm nhấn chính của chế độ thể thao đó là tính năng giả lập âm thanh phát qua loa giúp người ngồi trong xe luôn có sự phấn khích mỗi khi tăng tốc. Đối với một mẫu xe Hybrid, sự chuyển giao giữa động cơ xăng và điện có mượt mà hay không cũng là điều người tiêu dùng quan tâm. Đối với một số mẫu xe Hybrid của Nhật Bản, trên thị trường thường có hiện tượng rung nhẹ khi chuyển từ chế độ chạy điện sang xăng, thì CR-V gần như không thể cảm nhận được. Mọi sự chuyển giao đều mượt mà và trơn tru khiến chúng tôi phải thường xuyên nhìn xuống bảng đồng hồ tốc độ để xem đang chạy hệ dẫn động nào. Thậm chí cả khi tăng tốc ở giải ga đầu xe cũng rất im.
chỉ khi vòng tua bắt đầu lên cao mới có thể nghe thấy tiếng động cơ xăng đang vận hành. Một điểm khác biệt, trên CRV Hybrid so với các bản động cơ xăng còn nằm ở hộp số có chế độ B, cơ chế gần giống với chức năng lái một chân One Pedal Driver ở xe điện. Người lái có thể chỉnh được 4 mức tái tạo năng lượng khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu. Dù để mức cao nhất nhưng độ hãm tốc độ của xe vẫn rất nhẹ nhàng, êm mượt, không có hiện tượng giật người về phía trước như một số mẫu xe thuần điện. Trong mấy ngày cầm lái, nhóm chúng tôi thường xuyên chạy chế độ B này, bởi rất tiện ích khi đi trong phố do không cần phải chuyển giữa chân phanh và chân ga nhiều. Ngoài ra, một vài điểm cộng khác về vận hành của Honda CRV HEVZS như vô lăng cho cảm giác thật, tay, mỗi khi đánh lái đều cho biết được sự điều hướng của xe đang đi tới đâu, độ siết và phản hồi từ mặt đường là tốt. Hay hệ thống giảm xóc ở mức cân bằng, không quá cứng nhưng cũng không mềm, dập tắt dao động nhanh và dứt khoát. Đặc biệt, CRV gần như đã thoát mác, xe ổn nhờ hệ thống chống ồn chủ động và các nâng cấp về cách âm, độ ồn mà chúng tôi đo được là khoảng 62 dB trên mặt đường nhám của cao tốc Hà Nội, Hải Phòng tại vận tốc 96 km/h, tất nhiên con số trên chỉ ở mức tham khảo. Nhưng cảm quan thực tế chúng tôi thấy cách âm của CRV 2024 đã tốt hơn đời, trước đáng kể. Đi trong nội đô, những tiếng ồn của động cơ xe máy hoặc môi trường lọt vào không đáng kể. Về hệ thống an toàn, Honda CR-V Hybrid được trang bị đủ gói an toàn chủ động Honda Sensing, gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm, ga tự động thích ứng, đèn pha tự động kết hợp, với đèn chiếu xa có khả năng thích ứng tránh làm chói mắt xe ngược chiều, hệ thống giảm thiểu lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo xe phía trước khởi hành. Hệ thống ga tự động được hiển thị đầy đủ trên đồng hồ tốc độ như vạch kẻ đường, cho biết đang bám đuôi xe nào ở phía trước bằng cách làm sáng lên, thậm chí hệ thống này có thể phân biệt giữa xe phía trước là xe tải, xe con hay xe máy. Mức tiêu hao nhiên liệu chúng tôi đo được sau 100 km đường hỗn hợp là 5,2 lít, thậm chí khi đi được hơn 120 km theo con số trung bình còn xuống 4,8 lít trên 100 km. Còn sau gần 500 km cầm lái, mức tiêu thụ nhiên liệu mà chúng tôi đo được là 5,8 lít trên 100 km. Tuy nhiên, phần lớn sau đó là do thử nghiệm tăng tốc và lái gắt để thử nghiệm xe. Về mức tiêu hao nhiên liệu nội đô, Honda cho biết CR-V Hybrid chỉ ngốn 3,4 lít trên 100 km. Do phần lớn chỉ sử dụng động cơ điện, nên người tiêu dùng càng di chuyển trong phố sẽ càng có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn, đi ngoại thành. Honda CR-V HEVZS là một mẫu xe rất đáng cân nhắc, bởi sự thú vị tới từ cảm giác vận hành của Hybrid, tiết kiệm nhiên liệu, cảm giác lái hay của Honda, không gian rộng rãi, thực dụng.